Xin chào quý vị, chúng ta được gặp nhau với Tin Khó Tin trên VTV9 và đúng như tên gọi, trong 10 phút sắp tới, chúng tôi sẽ gửi đến tất cả quý vị những tin tức độc đáo, thật nhưng khó tin từ những sự vật hiện tượng trong đời sống, đặc biệt là về chính khả năng của con người chúng ta. Thưa quý vị, khi nhắc tới gỗ, ít người có thể tưởng tượng chúng có thể sử dụng để tạo nên những bức tranh độc đáo. Và cùng với sự phát triển của hội họa hiện đại, càng ngày càng có nhiều phương thức vẽ tranh độc đáo được ra đời, mà khi kết hợp cùng gỗ lại tạo nên những tuyệt tác có một không hai. Còn Huy đang muốn nhắc tới những tác phẩm của anh Phạm Hữu Tài, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, người đã tạo ra những tác phẩm mang đậm hồn quê vô cùng độc đáo thông qua chiếc bút lửa. Cái cơ duyên thì cũng có chuyến đi Đà Lạt tham quan. Thì với cái lòng đam mê của tôi thì từ lúc nhỏ là cũng ham mê về vẽ tranh. Đi ra cũng gặp các họa sĩ ngoài đó, người ta vẽ tranh mà có một cái nét độc đáo là lên gỗ bằng bút lửa. Cái bút này nó hầu như nó gần giống như cái mỏ hàng thôi. Nhưng mà mình phải chế nó làm sao để cho nó có cái độ chỉnh nó đậm, nó nóng nhiều đó, ít đó, là để cho mình vẽ nó lên, có thể mình chỉnh được nó dễ dàng hơn. Còn không là nó bị phỏng tay. Cái tranh bút lửa này nó cũng kén gỗ. Nếu vẽ lên tinh gỗ là phải lựa một loại gỗ thịt nó phải mịn và cái mặt nó phải trắng. Mặt nó trắng cho nên mình vẽ lên dòng tranh bút lửa này nó mới sống động và nó đẹp. Thì dòng tranh này tôi làm khoảng 15 năm nay thì tôi thấy những cái bức đầu tiên vẽ tới giờ thì vẫn thấy nó còn cũng là không có mối mọt, nhìn nó cũng sáng. Thì độ chắc cũng khoảng chừng vài chục năm. Vâng thưa quý vị, một tác phẩm nghệ thuật dù đóng khung trưng bày trong bảo tàng hay là những bức vẽ trên đường phố đều mang những giá trị thẩm mỹ riêng và xứng đáng được trân trọng. Và đây có lẽ là mong mỏi của anh Phạm Hữu Tài và rộng hơn là tất cả những họa sĩ đang hàng ngày làm đẹp cho đời. Võ Đức Dự, 29 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng là một người hết mình vì hội họa như thế. 10 năm trước, chàng trai này từng mặc sự phản đối của gia đình, bỏ học đại học ở Hà Nội để vào thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi đam mê vẽ tranh. Và đến nay, cái tên Đức Dự đã gắn liền với nghệ thuật tranh tường, tranh cửa cuốn 3D với hàng ngàn tác phẩm mang hiệu ứng thị giác độc đáo rải rác khắp Sài Gòn. Chấm từ cái mỏ gỗ nè, bên dưới này mình chuyển lên thành hai quả đồi khác nhau. Đó là một đồi, đây là một quả đồi. Trước đó thì mình đã có cái niềm đam mê hội họa từ khi còn nhỏ. Khi mà mình còn đang là sinh viên, mình đang đi học á, thì mình lại chọn đúng một cái chuyên ngành, đó là chuyên ngành thiết kế. Thì lúc trước thì cái kiến thức của mình nó cũng chưa có trọn vẹn để cho mình hiểu được cái công việc đam mê của mình là gì. Nên mình đã chọn cái chuyên ngành thiết kế nội thất. Sau này, sau một cái khoảng thời gian mình học tập thì mình thấy cái công việc đó nó không phải là cái mà mình mong muốn. Thành ra mình đã quyết định đi nghỉ và đi tìm đúng cái đam mê của mình. Khi mà mình quyết tâm mình vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp á, thì cái nguồn khách hàng là bằng không. Cơ hội việc làm cũng bằng không. Nên thành ra là mình đã làm rất là nhiều những cái công việc khác nhau. Rồi bắt đầu mình tập tành, mình đi học tại công trình, mình đi tiếp, mình đi gọi là mình đi học việc hoặc là mình đi phụ việc tại cái công trình của các anh chị đi trước trong cái ngành này. Cái khó khăn đầu tiên đó là cái kiến thức của chuyên môn. Thì lúc đầu mình chưa được đào tạo một cái lớp nào đó về mỹ thuật bài bản. Thành ra là tất cả mọi thứ từ cái căn bản nhất, từ cái pha màu, từ cách sử dụng màu, sử dụng cọ là mình phải đều học lại từ đầu. Thì thời gian đầu thì nó cũng sẽ hơi vất vả để cho mình học.
Nhưng mà sau một thời gian thì mình đã quen dần, mình học hỏi thêm nhiều kiến thức, đi gặp gỡ thêm những anh chị đi trước, rồi đọc thêm những cái tư liệu trên mạng, rồi mình tự luyện luyện tập thêm ở nhà. Thì dần dần nó tạo nên cho mình được một cái kinh nghiệm mình tích góp từ từ trong cái quá trình mà mình đi học hỏi đó. Thì tích góp kinh nghiệm từ từ rồi mình mới làm nên như ngày hôm nay. Để nói về tranh 3D thì nó là một cái đặc thù, là một cái diện tích nó rất là lớn. Nó sẽ khác rất nhiều so với các thể loại tranh khác, vẽ trên vải hay vẽ trên giấy. Thì trong một cái tầm nhìn của mắt và cũng như cái sải tay của mình thì mình có thể kiểm soát được tất cả. Nhưng mà vẽ trên tường thì nó tùy theo những cái diện tích khác nhau. Có những bức tường nó lên tới cả 100m², 200m², thì đòi hỏi cái người họa sĩ thực hiện nó, mình phải có một cái nhìn không gian tốt hơn, mình dựng hình chuẩn hơn. Thì đó cũng là một trong những cái kỹ thuật rất khó trong tranh tường 3D, đòi hỏi cái người họa sĩ phải học hỏi rất là nhiều, trau dồi rất là nhiều kinh nghiệm để có thể làm cái khâu đó tốt nhất. Mình lên một cái bản phác thảo sơ bộ, sau đó mình sẽ xử lý cái hiện trạng cho khách, rồi mình dựng hình. Cái khâu này là cái khâu quan trọng nhất. Cái bức hình nó thành hay bại thì nó sẽ phụ thuộc vào cái bố cục cũng như là cái khâu dựng hình này. Thì khi mà cái bố cục mình làm đẹp thì sau này mình vẽ lên thì cái tổng thể của bức tranh mình nó cái hoàn hảo hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào cái giai đoạn đó. Rồi sau đó mình mới đi lót. Mình lót xong rồi mình đi vào chi tiết, rồi mình thực hiện những cái chi tiết hoàn thiện trong những cái phần nhỏ trong cái tác phẩm. Vẽ xong thì mình mới phủ bảo vệ là xong. Trong suốt cái khoảng thời gian mà mình làm nghề thì mình đã gặp rất là nhiều những cái vị khách đặc biệt. Nó để lại cho mình những cái dấu ấn cũng như là cái kỷ niệm mà nó sẽ rất là khó quên trong cái cuộc đời của mình. Đó là vị khách mới nhất đây, chị mời mình đến để vẽ cho chị một cái không gian, một cái ký ức ngày xưa của ba chị ấy. Nó là tất cả những cái kỷ niệm của cả một gia đình nghèo ngày xưa. Họ gắn liền với cái hình ảnh đồng quê đó, gắn liền với lại cái con sông đó, gắn liền với cái bối cảnh, cái công việc đó. Thì sau khi mà mình thực hiện xong cái tác phẩm đó thì mình đã rất là xúc động với những cái hình ảnh của cả gia đình, mọi người quay quần bên cái tác phẩm. Trong cái quá trình mà mình làm đó, mình cũng có tuyển học viên để mình đào tạo các bạn. Thì đối với những bạn mà có năng khiếu giống như bản thân mình ngày xưa và có cái máu như mình thì mình sẽ nhận lại để các bạn có thể làm đồng nghiệp của mình. Mình chỉ nghĩ là cái bộ môn này được mọi người đón nhận nhiều hơn và dành cho nó những cái sự tôn trọng nhất định. Và đặc biệt là nó là cái bộ môn đang làm đẹp cho đời, và đặc biệt là nó có ý nghĩa nữa. Thì tại sao mình không tôn trọng nó? Chỉ cần mình yêu nó một cách chân thành và làm nó một cách nhiệt huyết nhất, chân thành nhất và sáng tạo, và học hỏi thêm nhiều cái mới nữa, thì lúc đó cái đam mê nó sẽ nuôi sống bản thân mình tốt nhất. Và đến đây thì thời lượng của Tin Khó Tin ngày hôm nay cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.